Này, mình tiếp tục chia sẻ cho anh em video kèo là 200 cho 35, trong cái đó chỉ có 65 mắt xem và hiện tại là còn 9 giây nữa thì những kèo này là ok ngon đấy anh em ạ. 21 đấy, tổng mình ăn được này các bạn này, 1 xu này, 8 xu là 9 này, 3 xu là 11 này, 8 xu là 19 này, 6 xu là 25 này, 4 xu là 29 này, 5 xu là 34 này, 3 xu là 37 này, 3 xu là 40 xu các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, có 9 máy rồi nha các bạn nhé. Đây, có 9 máy rồi. Đấy, nên anh em cứ nhìn kèo đấy. Chỉ có Sanna và đây còn con máy này nó đang lỗi, mình đang khắc phục cái hiện tượng là đang xịt. Mình thay 4, 5, 6 cái ạc vào vẫn không được. Mình thay wifi không được, chạy 3G cũng không được. Mình xóa TikTok đi cài lại không được. Thì mình phải đành là khôi phục lại máy. Còn khôi phục lại máy không được nữa thì mình sẽ chạy lại là sẽ là ok. Nói chung là tất cả những cái lý do xịt thì nó chỉ có vài lý do chính thôi. Thì mình sẽ làm tất cả từ A đến Z. Không được nữa thì là mình sẽ chạy lại. Còn chạy lại không được nữa thì có một con trước mình cũng bị như thế. Thì mình làm sau đó là mình để 1-2 hôm thì vẫn lại chạy ok. Đấy, thì chia sẻ cho anh em như thế nhá. Cái nguyên nhân nó xịt thì nó rất là nhiều nguyên nhân, bởi vì TikTok thì càng ngày nó càng bóp lại, người nhặt xu thì nhiều, thế nên là cạnh tranh là rất là phải khó khăn, không liệt. Còn ai mà khắc phục được thì là người đó thành công, còn ai mà không khắc phục được thì người đó chấp nhận là thất bại thôi. Kèo này là kèo 200 cho 35 mà chỉ có là 70 người xem nên là ok rồi, thế này ok lắm rồi các bạn. Đây này, tiếp tục kèo nữa này, đây 100 cho 25. Thì hy vọng là kèo 100 trên 25 này có 56 mắt xem này thì mình cũng hy vọng sẽ ăn được khoảng 30 xu. Đấy, như thế là thành công lắm rồi. Đấy, video chia sẻ của mình đến đây kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình nhé. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào một cái video tiếp theo nhé. Đây, điển hình hai con máy đây.